Hình như là tình chị em chứ không còn có vẻ đậm sâu sau những cái like này. Đừng, mọi người đừng khen thấy cưng quá. Mọi người mà khen thấy cưng quá là không biết ngày nào Dương cũng làm như vậy với tôi đó. Không tha tôi đâu. Tạo dáng chụp hình rất là fashion nha mọi người. Có chứ có sao. Có Nên là chứ đau có bụng. sao. Còn nên là đau răng. Ok, À, thích anh Dương ôm Lucy. Dương ơi, mọi người thích Dương ôm Lucy mọi người thích Lucy cũng thích đâu. Ê, sao lại chữ thề? Đến nay mà chữ thề vậy? Mọi người thích chứ Lucy có thích Chúng đâu. ta là lũ quỷ đi ạ. À. Mọi người ơi, mọi người có muốn làm lũ quỷ với chúng tôi không? Ê, mốt mình đặt tên fanclub gia đình luôn. Là lũ Lũ quỷ. quỷ, Được mọi người. Chơi. các quỷ con. Môi chị đẹp quá. Ừ, chị mới tôi son đó mọi người. À, bây giờ nếu mà fan club là lũ, nếu mà đặt tên fan club là lũ quỷ thì các bạn ở trong club gọi là mấy cái đứa nít Ừ, con quỷ nít quỷ. đúng Còn chúng tôi là hai con quỷ già đầu. Còn mọi người là nít quỷ. Đấy mọi người ơi, cái này là mọi người thấy. Đấy mình phải tiết kiệm hiểu không? Cái son mình xài mình bị bể. Mình phải dán cái kiểu băng keo là gì nè. Đó. Lucy Dương để tóc giống CD đi. Để CD bụi. Gì đi luôn á bà. Ok, Kêu tên em đi chị. Hà Linh ơi. Anh ghẹ ơi. Ôm chị Lucy đi ạ. bây giờ em nào mà ở ấy thì anh sẽ cho các em nó gọi là được một Một gì? cái gì ta, đặc quyền anh sẽ gào thét Thôi 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 tên thôi thôi em. thôi. Chị dùng má hồng gì ạ? À? Chị dùng má hồng của hiện tại chị xài nhiều loại lắm. Bây giờ chị cho mọi người coi. Má hồng mà Dương xạo luôn Dior rồi Chanel rồi tùm lum hết à. Nhưng mà phải tông gì màu gì. Cả nhà hiểu không? Loại mắc loại rẻ chị đều xài hết. Tùy lúc. Anh chị like giờ hành chính được không? Giờ Số mới như đi làm vậy mấy má. chính luôn á mọi người. Đó, đến lúc tôi like giờ hành chính thì không ai coi. Thì nói là tụi em đi làm chị like giờ thường đi. Anh nhường lại chị Lucy cho em đi. Mọi người ơi, thả tim liên tục Lucy đang thấy nha. Em muốn gọi là cái dây ruy băng màu gì? Nhìn đi bảo Để anh để gói lại cho à. em nè. Em muốn cái dây ruy băng màu gì? Ây Em muốn anh để trong da. một sao nhỉ, chỗ Hả bà chỗ. Em muốn cái hộp nó hình vuông hay là hình chữ Ga. nhật? Ơ sao Dương không lại trân trọng Lucy thế đấy? Nhưng trân trọng Lucy mà. Sao Dương lại muốn gửi Lucy đi? Dương không kêu xin gửi Lucy đâu, Thế sao Dương đòi bỏ đi học à? chứ bỏ hôm qua chứ bỏ gì sao Lucy biết được. Trời, con lương, đồ con lương. Tiếp dưỡng môi của chị gì ạ? À? Tẩy tế bào chết đi em. Tẩy tế bào chết môi ok lắm mọi người. Như tối là sức dưỡng ẩm là nhầy nhụa lên. Để Dương sấy tóc cho Lucy nha. Thôi thôi được rồi Dương. Dương cứ đứng im thôi. Dương đừng làm gì hết. Dương Ok đừng nói gì hết. Dương đừng có tham gia vô cái like này. Mệt lắm. Mọi người cảm thấy đủ rồi. Hai Dương ha. Cưng xỉu trời Lucy nhìn biến ơi mất trời luôn á. à. Hay quá. Hay quá, kiếm không ra ngoài cái tủ luôn á. Xong rồi hồi nó sập cái đó đi nha. Sập cái đó đi nha. Còn núp núp lé lé cho coi làm gì vậy bà. Thập thò gì vậy bà. Ồ anh Dương cái gì em bấm muốn nát trái tim. Bấm đi mọi người. Trời mọi người thấy cái bụng đi siêu mọi người. Không còn rảnh nữa rồi. Bình thường có rảnh nữa nghe. Nhưng hôm nay hớp vô hết thì rảnh luôn rồi. Ăn quá nhiều quá mập rồi. Trời Tuấn Dương cũng có sáu múi mọi người. Múi sầu riêng, múi hạt lép với nhưng mà múi là cái hạt. Sự gì hột lét Hột lép. Chị, mà không 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 rồi đấy hung các bạn. Điểm giờ 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 lành tháng tốt kìa không có đi cho mọi người. Em tưởng ổng trưởng thành che chở cho chị đệm. Mọi người đừng lầm tưởng cái vẻ ngoài đó nó sẽ đánh lừa tất cả mọi người. Ngủ thôi chị ơi, sao buồn ngủ rồi đúng không? Chị lưu lại like nha chị, mai em xem lại. Điện thoại em hết pin rồi. Eo ơi, cưng thế. Nhưng mà tôi không có thói quen lưu like nha các bác. Sao anh Dương hướng dẫn chị
sao anh Dương hướng dẫn chị đi siêu âm vậy? Mọi người hãy đợi tin vui của chúng tôi nhé. Dương ơi, khi nào có kết quả Dương? Đi phá banh cái nhà của tôi, mọi người nằm lăn lộn từ trong tới ngoài, đâu có dấu có vết hết trơn á, thiệt á. Chị ơi hung đi. Không không. Chị nói chuyện thân thiện ghê á. Ý là nhìn bình thường có thân thiện đúng không mọi người? Bình thường nhìn thấy mất dạy kiểu vậy. Đúng không Dương? Gì? Lúc lần đầu Dương gặp Lucy Dương thấy như thế nào? Má. Bài bà nhìn thấy ghét thiệt á. Ủa? Vô duyên quá rồi. Sao nghĩ tự nhiên thấy ghét người ta? Sao lại nghĩ vậy? Hả? Sao lại nghĩ thấy ghét? Gì? Sao lại thấy ghét? Không có Dương giỡn hả? Vậy hả? Chứ thật ra là Dương thấy sao? Thật ra là thấy ghét chặt. Mất bột tay bây giờ. Nói gì người ta tin đó. Người trời. Cái gì? Dương đói quá. Trời ơi, Dương biết lúc đó Dương ăn nó hết nhiều tiền mà ăn rất nhiều không Dương? Giờ Dương muốn đi ăn cái gì? Bây giờ ra tín hiệu SOS đi để mọi người offline đi ăn nè. SOS. Trưởng thành lên. Mọi người đang đợi hình ảnh trưởng thành đó. Trưởng thành lên. Ngầu lên coi.